Alo. Chào các bạn. Hôm nay mình trở lại với cái gọi là cái sạc điện thoại thế nào cho nó đúng cách. Thì khi cái điện thoại nó hết pin mà các bạn cứ để liều không sạc, đôi khi các bạn cắm nó không nhận nhận sạc. Đó cũng là một nguyên nhân và nó làm giảm tuổi thọ của pin và có thể là dẫn đến là chết pin, hỏng pin. Bởi vì khi các bạn mà rút, khi mà nó còn có 1% các bạn hoặc là 0% bạn cất vào trong tủ thì có thể là nó sẽ hỏng. Cất trong một thời gian dài thì có thể dẫn đến là hỏng. Ở đây là mình nói là có thể thôi nhé. Bởi vì đơn giản là điện thoại nó cũng giống như bình ắc quy. Mặc dù cái pin điện thoại là pin lithium nhưng mà khi cái những hạt lithium không tích điện nữa thì có thể là dẫn đến là hỏng, cũng có thể là dẫn đến là giảm tuổi thọ của pin. Thứ hai nữa là cái khoảng sạc cho điện thoại thì sạc từ khoảng bao nhiêu? Cái khoảng mà sạc cái điện thoại thì sẽ là cái khoảng từ 40 cho đến 80%, thì các bạn khi nó còn 40% thì các bạn đã cắm sạc rồi. Bởi vì ở đây nó sạc từ 40 cho đến 80%, mỗi lần các bạn cắm sạc không phải là các bạn tính được một vòng sạc. Một vòng sạc của nó là từ 1% cho đến 100%. Nhưng mà từ 40% cho đến 80% thì đó các bạn cắm sạc thì không thể tính đó là một vòng sạc được, mà chỉ tính là một lần cắm sạc. Mà cắm sạc ở đây thì nó cho phép cắm rất là nhiều lần, còn nó tuổi thọ của pin thì nó tính theo cái vòng sạc chứ không tính theo cái số lần cắm sạc. Mà từ 40 đến 80% tại sao nó lại tốt? Bởi vì lúc đấy cái dòng vào pin nó ổn định và nó không quá mạnh, dẫn đến là nó sẽ không nóng pin. Còn từ 1% cho đến 40% thì nó sẽ rất là nóng pin. Còn cái vấn đề sạc qua đêm thì sao? Thực ra thì sạc qua đêm không vấn đề gì hết, liều thì dùng vẫn tốt, nhưng mà tốt nhất là không nên. Bởi vì ở trên cái mạch, cái cục pin nó có mạch quản lý sạc pin, khi mà pin đầy thì nó tự ngắt, nó không cho sạc nữa. Nhưng mà vấn đề sạc qua đêm, tại sao lại có những cái cục pin nó phồng như vậy? Lý do là dùng vô tội vạ, với thứ hai nữa là nếu như vấn đề điện đóm nó có vấn đề gì hay xảy ra chập cháy thì ngủ quên làm sao mà biết được.